Vâng, em xin chào các anh. Để hôm nay thì là em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái con cục công suất của Đề Nông. Đấy, con này có mã là con Đề Nông MX11 nhá, DMX11. Đấy. Đấy, các anh nhìn này. Đấy. Hàng về còn rất đẹp. Hàng về còn rất đẹp nhá. Đây. Đấy. Hàng về còn rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Lấy con lần trước nó về thì em bán rồi nhá. Cái con lần trước thì nó về ở trên cái phần này này, trên cái thành này này. Nó bị sứt mất một ít. Đấy, đây là em bán rẻ. Thì đã có bác lấy rồi. Thì con này về nó hàng nó đẹp hơn nhá. Đấy, hàng nó đẹp hơn rất nhiều. Đấy, thì bác nào đang cần hàng đẹp thì đây nhá, con này hàng đẹp đây. Đấy nha. Tất nhiên hàng đẹp thì giá của nó sẽ khác cái con hàng xấu kia nhá. Cái con này là con DMX11 của Đề Nông. Đấy. Công suất của nó là 50W, điện 100V. Đấy, đời 2008 rất là mới gần đây. Dòng này thì mình có thể kết nối nó sẽ có cái đường kết nối riêng cho điện thoại, đường kết nối riêng cho máy tính đấy. Và có hai đường mở rộng thêm ở phía sau này để các bác cắm thêm các cái thiết bị khác vào nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, con này thì là nó sẽ là có kết nối điện thoại, kết nối máy tính và không có kết nối quang nhé. Đây là kết nối quang quang out nhé. Đấy, bác nào cần những cái con mà có quang in để kết nối TV Smart thì qua đường quang thì chúng ta bỏ qua nhé. Còn nếu như kết nối TV Smart mà đời cổ mà qua đường 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 tai phone ấy thì các bác lấy con này về cũng rất là hay nhá. Đấy, cũng được luôn. Đấy, đến ông mới 11. Đấy. 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 Đấy, con này thì giá của nó bình thường ra là em sẽ bán khoảng tầm 1 triệu 8, 1 triệu 7 nếu như con này đọc CD, nhưng con này là về thì là nó CD nó đã có ra vào bình thường nhưng mà nó không đọc đĩa nhá. Đấy, đĩa nó không đọc. Thì em bán rẻ cho các bác với giá là 1 triệu 450 nghìn để các bác về các bác cắm điện thoại máy tính cũng như là cắm TV Smart qua cổng tai phone để các bác nghe nhạc nhé. Đấy. Đây các bác nhìn này, con này nó sẽ có một cái đường vào đặc biệt cho đường PC Arduino này. Con này vẫn đọc đĩa chứ các bác, đây này. Đọc đĩa luôn đấy chứ. Thế thì không 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 phải là 1 triệu 450 đâu nhá. Con này đọc đĩa như này thì là 1 triệu 8 nhá. 1 triệu 7 nhá. Đấy. Đây. Thì có thể là bị em bị nhầm với một con khác rồi. Đấy. Đây đĩa đọc đây mà. Đấy. Hay là nó hơi quang phản chiếu, để xem lại phát nữa xem. Xem lại phát nữa xem. Đây vẫn đọc rồi mà. Thì chắc là bị nhầm với cả con khác rồi, cậu Thỏ có test, cậu để test nhầm con khác rồi. Em vừa lúc nãy em hỏi cậu Thỏ là cậu bảo là nó con này không đọc đĩa anh ạ. Đây đọc đĩa đây mà. Nhá. Đấy. Đọc đĩa bình thường này. Để thử trong cái đĩa khác thôi mà. Hay là con này chơi bị kén đĩa. Này không đọc đĩa. Đĩa này cho vào thì không thể đọc. Khả năng con này mắt bị kén đĩa rồi. Nên có thể là Thọ nó test bằng cái đĩa kia nó không đọc, nhưng em test bằng cái đĩa này nó lại đọc. Đấy. Em test bằng cái đĩa đen thì nó lại đọc. Đĩa xịn không nhận nhưng mà cái đĩa này lại nhận, thế mới buồn cười như này. Lạ ghê. Thôi thôi nhá, cái này tôi em vẫn bán là không CD nhá, còn đâu là về các bác nào thích mà chơi CD nhá thì là các bác mang ra các anh thợ các bác ấy xem nhá. Hoặc con này xem có đĩa nào đọc được thì đọc nhá, không thì thôi nhá. Đấy, cái này khả năng nó hơi kén đĩa, mắt hơi kén đĩa. Đấy. Có đĩa nhận có đĩa không nhá. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Thì con MX11 này đây các bác nhìn này. Ở đây nó sẽ có một cái đường gọi là đường PC Auto In này, chính là cái đường USB đấy. Đấy, đường USB là đường này này, các anh ấn Line nhá. Chuyển nó sang đường vào có tên là đường USB thì nó sẽ là cái đường vào đặc biệt dùng cho PC hay còn gọi là đường sau cạc. Đấy thì với cái đường vào này thì là các bác nghe các cái nhạc qua máy tính laptop không có cái sao cạc ấy, các bác cắm cổng phone thì chắc chắn em khẳng định luôn đấy các bác nào nó không hay bằng đường USB này. Đấy và các bác nào có nhạc nốt nét để mà nghe qua cái đường USB này thì tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy nhá.
thêm một vài cái phần mềm chỉnh sửa nhạc ở trên laptop thì thôi nó gọi là phê ngất ngây luôn nhá. Đấy thì cái đường USB này thì ở đây em không có laptop, em không thử được cho các bác, nhưng mà em khẳng định luôn với các bác là thường cái bọn này về đến 99% nó chạy, chứ còn ít khi nó bị làm sao. Đấy. Và con này thì là nó dùng USB này nhá, thì là nó sẽ nhận driver của cái bọn này từ các cái con máy laptop chạy Win 7 đổ lên nhá. Và thường thì bây giờ thì tất cả mọi người đều chạy bắt đầu từ Win 7 đổ lên rồi. Còn Unix B nó khai tử từ rất lâu rồi, nên là em khẳng định là sẽ chạy được nhá. Đấy, USB này. À, thì còn đây là bây giờ em sẽ kết nối chủ yếu các bác là đây. Còn bác nào về mà không ấy thì cứ cắm đường đường port Thunderbolt này cũng được nhá. Đây là cái đường đặc, đây là một cái đường vào phía trước chuyên dùng cho máy nghe nhạc. Đây các bác nhìn thấy cái biểu tượng hình máy nghe nhạc này không? Đấy thì với cái đường vào này thì nó khi mình nghe nhạc ở trên cái đường vào này ấy, qua điện thoại và qua máy tính thì tiếng sẽ hay hơn so với cả cắm đằng sau nhá. Đấy. Tiếng bass tép sắc nét hơn và mình nghe nhạc hay hơn nhá. Đấy, MX11. Đấy, hàng về đẹp chất luôn. Đấy. Hơi giá em vẫn để là 1.450.000 nhá. Đấy, coi như là không đọc đĩa đi về cái này thì như mắt hơi kén đĩa rồi nhá. Mới 11 là hàng đẹp nhá. Em quay rất kỹ rồi nên các bác nào ai xem thì xem luôn ở trong video này nha, và cảm thấy ok được thì là chốt lấy thì là liên hệ nhá. Đấy. Em quay kỹ càng xung quanh các bác xem luôn. Còn đây là hàng bãi nhá, em xin nói lại đây là hàng bãi. Các bác mua hàng các bác sẵn sàng cho em cái tâm lý là chắc chắn nó sẽ có một vài vết xước sát không tránh được 100% nhá. Đấy, nhưng mà với con này thì em đánh giá là con hàng cực đẹp rồi nhá. Và trước mặt máy đây sẽ có nút tông của chỉnh bass tép này, các bạn bấm tông ở đây. Đấy thì là đầu tiên ra SDB này, bác nào thích nghe nhiều bass tép thì để on lên đấy nhá. Rồi nữa sang bass này, thích nghe nhiều bass tăng lên này, thích nghe bass giảm về này, được chưa? Đây nhầm đây nhá, muốn chỉnh tép này ấn lần nữa sang tép này. Đấy, tăng lên này, được chưa? Đấy nhá, thì đây là con đề nông MX11 nhá. Đấy thì bây giờ em có khách một tí thì em phải kết thúc video ở đây. Đây thì bác nào đang có nhu cầu mua con này liên hệ cho bên em nhé. Giá con này là 1.450.000 đồng và bán thì bao công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhá. Còn đâu CD em test rồi đấy. Đấy, ok nhá, bác nào mua liên hệ cho bên em. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.